chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bầu cử Mỹ, Nga, Trung, Iran cắn nhau. Ông William Evania, Giám đốc Trung tâm An ninh và Phản gián Quốc gia Mỹ, viết tắt là NCSC, vào hôm 7 tháng 8 năm 2020 mới đây, đã bày tỏ quan ngại về sự can thiệp của Nga, Trung Quốc và Iran vào cuộc bầu cử của Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới đây. Trong bản báo cáo tình báo Mỹ về các hành động bị cho là nỗ lực của nước ngoài nhằm can thiệp cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ, ông Evania cho biết, nhiều thế lực ngoại quốc có mong muốn riêng về ứng cử viên thắng cuộc bầu cử. Các quan điểm đó được thể hiện qua những tuyên bố công khai và riêng tư. Chúng tôi lo ngại về hoạt động đang diễn ra tiềm ẩn ở Trung Quốc, Nga và Iran. Đây là hình ảnh Giám đốc Trung tâm Phản gián An ninh Quốc gia William Evania, người mới đây đưa ra cảnh báo công khai bất thường về hoạt động của ba nước Nga, Trung Quốc và Iran nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020. Ông Evania cảnh báo các quốc gia nước ngoài sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp ảnh hưởng hoặc bí mật hoặc công khai để làm lung lay quan điểm của cử tri, thay đổi chính sách của Mỹ, gia tăng bất hòa và làm suy yếu niềm tin của người dân Mỹ vào tiến trình bầu cử dân chủ của nước này được dự kiến vào ngày 3 tháng 11. Theo báo cáo, mỗi nước theo đuổi một ưu tiên riêng của mình để từ đó tiến hành các bước đi theo những cách khác nhau. Nếu như Nga đang cố gắng làm suy yếu ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Biden, thì Trung Quốc và Iran lại không hề muốn đương kim Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Ông Evania cho biết Trung Quốc đánh giá Tổng thống Trump là người không thể dự đoán và không muốn ông thắng cử. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản vào tháng 6 năm 2019. Theo đó, Trung Quốc đã và đang tăng cường gây ảnh hưởng với nỗ lực định hình chính sách của Mỹ, tạo áp lực đối với các nhân vật chính trị mà họ đánh giá là chống lại Bắc Kinh. Sự lựa chọn của Trung Quốc hoàn toàn không gây bất ngờ với những gì vị Tổng thống Mỹ hành xử với Trung Quốc suốt thời gian qua. Ông Trump là nguyên thủ Mỹ đầu tiên tiến hành cuộc chiến tranh thương mại chống Trung Quốc, đối đầu trực diện với Bắc Kinh thông qua các biện pháp tăng thuế quan, tố cáo chính sách cạnh tranh bất bình đẳng về thương mại và tấn công mạng của Trung Quốc. Và cho tới thời điểm virus corona có nguồn gốc từ Trung Quốc tung hoành khắp năm châu, thì phe của Tổng thống Trump lại càng có lý do để tiến hành chiến dịch cuồng loạn bài Trung Quốc, coi tất cả đều là lỗi của Bắc Kinh và thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán đang đè nặng lên nền kinh tế của Mỹ. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở mức xấu nhất kể từ nhiều thập niên qua, khi hai nước xung đột trên tất cả các mặt trận, từ cuộc chiến lãnh sự đến cuộc chiến tranh công nghệ. Hai nước cũng tăng cường đọ sức trên các hồ sơ Biển Đông, Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương và làm tăng leo thang từng ngày, đẩy thế giới như lâm vào cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới. Trên mặt trận kinh tế, ông Donald Trump đang nỗ lực phá hủy trật tự thương mại vốn dĩ đã làm cho Trung Quốc trở nên phồn thịnh và đưa nước này lên vị trí cường quốc kinh tế thứ hai thế giới bằng cách thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình giảm bớt lệ thuộc kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Trên khía cạnh chính trị, toàn bộ các tham vọng địa chính trị của Trung Quốc từ Biển Đông cho đến Bắc Cực đều bị Mỹ tấn công trực diện, khiến cường quốc châu Á phải loay hoay lúng túng đáp trả. Tuy nhiên, trước đó, giới truyền thông quốc tế lại đánh giá rằng dù bị chỉ trích, Bắc Kinh vẫn muốn Donald Trump tái đắc cử. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Phó Tổng thống Hoa Kỳ Biden tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 4 tháng 12 năm 2013 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Một số lãnh đạo Trung Quốc đang tại chức hay đã về hưu khi trả lời phỏng vấn các hãng tin như Bloomberg Mỹ vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 đã thừa nhận rằng họ muốn ông Trump tái đắc cử. Đối với Trung Quốc cũng như đối với một chế độ độc tài, việc một lãnh đạo theo kiểu giao dịch đứng đầu nước Mỹ như vị tỷ phú Trump hiện nay là một món lộc trời ban. Đơn giản vì Bắc Kinh nghĩ rằng bất kể chủ nhân Nhà Trắng là ai, Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục đối đầu với Trung Quốc. Trong trường hợp này, tốt hơn hết là nên có một đối thủ dị thường, có thể mang lại cho Trung Quốc nhiều cơ may chiến lược. Theo hãng truyền thông AFP của Pháp, nhìn lại 3 năm cầm quyền đã qua của Donald Trump, chính sách co cụm là nước Mỹ trước đã của ông đã tạo thuận lợi cho Bắc Kinh từng biết thiết lập một trật tự thế giới mới theo cách riêng của mình. Nhờ Donald Trump và Tập Cận Bình đã có thể xuất hiện như là một vị lãnh đạo có trách nhiệm không chỉ ở trong nước mà cả trên thế giới. Trong khi Donald Trump rút đóng góp tài chính cho Tổ chức Y tế Thế giới, thì Trung Quốc thông báo tăng gấp đôi mức đóng góp. Trump áp thuế với các đồng minh thì Bắc Kinh đã ký thỏa thuận thương mại với họ.
chuyên gia Alison Schock thuộc Agoda Group giải thích rằng từ lâu nhiều quan chức chính trị Trung Quốc xem nhiệm kỳ của Tổng thống Trump như là cơ hội để khẳng định vị thế một tác nhân có trách nhiệm cho trật tự thế giới. Do vậy, với Bắc Kinh, nếu Biden thắng cử thì đây có thể sẽ là một ác mộng. Ông Zhou Xiaoming, nguyên là một nhà đàm phán thương mại, nhận định với Bloomberg rằng việc ông Biden đắc cử có thể sẽ là một mối nguy hiểm cho Bắc Kinh bởi vì ông ấy sẽ liên kết với các đồng minh để chống Trung Quốc, trong khi Trump đang phá hủy các liên minh của Mỹ. Về phía Nga, các quan chức tình báo Mỹ đánh giá Điện Kremlin đang nỗ lực bôi nhọ ông Biden và xem những người ủng hộ của Biden của Đảng Dân Chủ này là thành phần chống Nga. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo ở Phần Lan năm 2018. Nỗ lực đó xuất phát từ việc ông Biden trong vai trò phó tổng thống trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ủng hộ độc lập của Ukraine đối lập với Tổng thống Vladimir Putin tại Nga. Theo ông Evania, một số diễn viên có thể liên hệ với Điện Kremlin đang tìm cách ủng hộ chuyện Tổng thống Trump ứng cử trên mạng xã hội và truyền hình Nga. Trong hai nhiệm kỳ Tổng thống của Barack Obama, mối quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ trở nên tồi tệ kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Phát biểu với giới báo chí vào ngày làm việc cuối cùng của Tổng thống Obama trước khi ông Donald Trump nhậm chức, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov từng chỉ trích chính sách của Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông Obama rằng sự thật là trong giai đoạn Tổng thống Obama cầm quyền, mối quan hệ của chúng tôi đã xấu đi nghiêm trọng trên mọi cấp độ. Suốt nhiều năm trong thập kỷ qua, Mỹ đã liên tục có những hành động không mấy thân thiện nhằm vào Nga. Ông Peskov cũng đề cập đến hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu, cũng như các hành xử mang tính gây hấn của các cơ quan an ninh Mỹ nhằm vào Nga. Ngoài ra, người phát ngôn này cũng nhắc đến việc Mỹ tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ ở Nga để tiến hành các hoạt động chính trị, cũng như một số bất đồng lâu năm giữa hai cường quốc này, tiêu biểu là việc Mỹ tiến hành lệnh trừng phạt vì Moscow không tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk cho miền đông Ukraine vào năm 2015 và sát nhập Crimea vào Nga năm 2014. Việc Nga mong muốn ông Trump tái đắc cử khiến dư luận không thể không liên tưởng đến việc Nga được cho là đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin lắng nghe Ngoại trưởng Hillary Clinton trong hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào ngày 8 tháng 9 năm 2012. Đánh giá của tình báo Mỹ lần này sử dụng từ bôi nhọ là thuật ngữ mà cộng đồng tình báo Mỹ đã từng sử dụng trong đánh giá năm 2017 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho chiến dịch gây ảnh hưởng, nhắm mục tiêu là vật gây tổn hại uy tín của ứng viên Hillary Clinton. Mục tiêu của Nga là bôi nhọ bà Clinton, báo cáo năm 2017 của cộng đồng tình báo Mỹ tuyên bố. Cũng theo tạp chí The Epoch Times, trong năm 2016, Trung Quốc không thể hiện rõ sự ủng hộ ông Trump hay bà Clinton, trong khi Tổng thống Nga Putin thì thừa nhận rằng ông muốn ông Trump thắng cử vào năm 2016. Cáo buộc chính phủ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016 được chính phủ Hoa Kỳ đưa ra vào ngày 29 tháng 11 năm 2016. Trước đó, trong một lá thư trong tháng 10 năm 2016, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ tuyên bố chắc chắn Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016. Và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia DNI đại diện cho 17 cơ quan tình báo và Bộ An ninh Nội địa DHS cùng tuyên bố rằng Nga đã tấn công mạng vào Ủy ban Quốc gia Dân chủ, viết tắt là DNC, và do gì những tài liệu này cho WikiLeaks để can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa khi đó là ông Trump, đương kim Tổng thống Mỹ hiện nay. Còn Iran, quốc gia độc tài này có cùng lựa chọn với Trung Quốc? Đây là hình ảnh Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bản báo cáo của tình báo Mỹ nhận định Tehran tìm cách phá hoại thể chế dân chủ của Mỹ, Tổng thống Trump và chia rẽ nước Mỹ trước cuộc bầu cử. Trước nỗ lực của Iran có lẽ sẽ tập trung vào ảnh hưởng trên mạng xã hội, chẳng hạn như truyền bá tin đồn thất thiệt và bài xích Mỹ. Đối với Iran, nếu ông Trump tái đắc cử, Washington sẽ tiếp tục chính sách gây áp lực lên Tehran để thay đổi chế độ. Quan hệ của Mỹ với Iran dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngừng leo thang khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, cũng như chủ trương gây áp lực tối đa với chính quyền của Tehran, và mới đây là việc Mỹ đã ra lệnh triệt hạ viên tướng hàng đầu của Iran nhằm ngăn chặn chiến tranh. Cho thời điểm gần đây, Mỹ vẫn cố gắng đàm phán với các nước nhằm đạt được một dự thảo nghị quyết kéo dài vô thời hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, vốn sẽ hết hạn vào tháng 10 năm 2020 tới đây. Chính quyền Trump còn tìm cách gây áp lực tối đa khi không giấu giếm là nếu dự thảo nghị quyết này không được thông qua,
Mỹ sẽ kích hoạt một cơ chế trong thỏa thuận hạt nhân nhằm tái áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhắm vào Iran. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2020 với bản tin Bầu cử Mỹ, Nga, Trung, Iran cắn nhau. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.